Ngầu chưa? Ngầu như cái bồn cầu luôn. Tiếp tục này, tiếp tục là cái hành động sờ ca cho chí mạng luôn anh em ạ. Thế này chị em rụng hết cả trứng, à nhầm, rụng hết cả lông nách anh em ạ. Úi trời ơi, lần này yêu không? À rồi rồi rồi, tán được rồi anh em ạ, thành công rồi. Hình như là thành công rồi. Tết trung thu dẫn bạn đi chơi, em dẫn bạn vô shop đứngmomtv.net. Nơi có các vòng quay kim cương uy tín giá rẻ và nhiều trò chơi hấp dẫn. Shop đang giảm giá đến 70% tất cả các vòng quay. Cùng với đó là tỷ lệ lẩu hũ rất là cao. Còn chần chờ gì nữa, vai sách đi đây đi mua thẻ và lạp vào ngay. Ok, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đẹp trai mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ mang mấy cái cây súng xịn sò của tôi vào. Ở đây tôi sẽ mang cây MB với cả cây AK súng xanh. Vào đây tôi sẽ đi tán gái anh em ạ. Bây giờ thì anh em kéo xuống bấm cho mình một nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình đi nào anh em ơi. À đù, có một cô gái anh em ạ. Ấy giời ơi, sao buồn thế em. Từ từ để mình tán tỉnh nhá. Đầu tiên là phải chào hello. Cái thằng này là người yêu nó sao, nó bảo chia tay đi. Rồi, mình vào việc luôn. Ở đây mình sẽ chat là yêu anh không để xem phản ứng của cô gái sẽ như thế nào nhá. He he, sắp có vợ hai rồi anh em ạ. Ngoài Mon ra thì chắc là đây sẽ là cô vợ hai của mình anh em ơi. Trời ơi, đi đâu đây em ơi? Nào trả lời anh đi em ơi. Từ từ mình đang đợi câu trả lời của bạn này. Bạn này sẽ chat là gì? À bạn này chat là không được. Úi giời ơi, sao lại không được? Yêu đi. Mà mình thấy mình đẹp trai mà anh em. Đẹp trai như thế này xứng đáng có 10 người yêu anh em ạ. Không phải nói phép chứ tôi lọt top 7 tỷ người đẹp trai nhất thế giới đấy. Rồi, nhắn gì nữa? Nhưng mà, nhưng nhị gì làm người yêu đi. Trời ơi, anh đã đẹp trai rồi mà củ khoai nó lại còn to như thế này mà em không yêu thì hơi phí em ạ. Rồi, xem cô bé có chat gì nữa không. Cái gì? Sao sao anh dài không có nghĩa là cu anh dài không anh em ạ. Rồi mình sẽ chat là 1000cm. Đấy, thực ra cu mình 1000cm mà anh em. Anh em tin hay không thì tùy nhá. Nói chung là cu mình dài xuyên lục địa. Ok chưa? Em mới 25. Ui dồi ôi, con trai à? Nó bảo của nó 25cm. Chết rồi, nó là con trai rồi. Xem có phải không. Nào. Ui dồi ôi, vào con trai rồi anh em ạ. Cay thế nhá. Bực mình rồi đấy. Đừng để anh nóng nhá. Đừng để anh gặp mày lần nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lên khi ký cầu nhá. Á đủ á đủ á đủ. Cơm chó anh em ạ. Rồi mình sẽ cướp người yêu thằng này nhá. Nhìn chúng nó cơm chó cay thật anh em ạ. Ở đây mình hỏi anh em nhá. Có ai đã từng bị ăn cơm chó chưa? Comment bên dưới cho mình biết nhá. Rồi mình chat lại em ơi. Bắt đầu này, bắt đầu công chuyện tỏ tình này. Mình cứ nhắn xem nó có trả lời không ta. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi chèn vào đây nhá. Rồi nó chat là sao anh? Ok. Thằng kia nó chửi à? Thằng người yêu nó chửi mình em ạ. Nó bị ẩn ở trong wifi, nếu mà chửi bậy sẽ bị ẩn bằng cái dấu sao sao ấy. Đấy, mình sẽ chat là yêu anh đi. Gì mà đuổi gớm vậy? Cái thằng này. Riêng mày mà gặp tao ngoài đời tao cho cái điếu cây vào đầu. Nó bảo mình cút đi anh em ạ. Bây giờ tao sẽ cướp người yêu mày. Ok chưa? Anh giàu lắm. Đấy, mình phải khoe cái độ giàu của mình ra. Rồi yêu anh đi, yêu cái thằng này làm cái gì? Các bạn này, các bạn xem clip này thì xem nhá, đừng có mách mon nhá. Mách mon là mình ngủ ngoài gầm cầu đấy. Rồi mình tiếp tục tán này. Anh em xem clip của tôi phải xem cho hết nhá. Tí tôi xem mà dắt được cái bạn này ra ngoài sảnh không. Nếu mà tán được ấy, dắt được ra ngoài sảnh thì nó mới gọi là đẳng cấp. Đấy, mới gọi là tán thành công. Nhưng mà tôi hơi cay một tí, thằng người yêu này khó tính quá. Để nhường người yêu cho tao đi. Trời ơi, có người yêu thôi mà cũng phải giữ. Người yêu bố. Thằng này nó đòi làm bố mình anh em ạ. Mình chỉ biết ngậm ngùi chát kệ mày. Được cái là hôm nay tôi mang cây AK với cây MB, nhìn trông uy tín hẳn lên anh em ạ. Đấy, nhìn mặt tôi nó uy tín chất lượng như thế này mà. Ôi giời, con kia đút đầu. Đút đầu xuyên qua cái gì của thằng kia đây. Đút đầu xuyên qua quần xịp anh em ạ. Úi giời ơi, lần đầu tiên tôi mới gặp cái trường hợp đút đầu xuyên qua quần xịp. Rồi, bây giờ tôi chat tiếp này. Đấy, yêu anh đi mà. Đấy, thằng này đang cay cú lắm, cắm cờ đấy. Xem con này nó phản ứng như nào. Trời ơi, bực mình đấy nhở. Con này nó không nói gì anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn phải làm cho bằng được. Nói chung là tôi phải đạt được cái mục đích của tôi. Mẹ pin yếu. Vừa rõ sạc rồi mà sao pin nó vẫn yếu ta. Bực thế nhở. Rồi bây mình chat tiếp bài. Sợ gì. Nó sợ người yêu nó anh em ạ. Nhưng mà thôi tôi vẫn cứ cướp thôi. Cướp là nghề của Đức Mõm rồi anh em ơi. Không cướp được thì mình sẽ dụ thằng này mua nhá. Mình hỏi nó là bán người yêu không. Chứ người yêu viết nhở. À viết là L-I viết tắt đúng không. Rồi bán người yêu không. Xem nó trả lời như thế nào. Bán e, bán e, bán e. Bán e, mình bán, mình đổi cho một đôi quần xịp mặc thoải mái luôn. Hay là thích lấy đôi dép tông nào. Nó không trả lời nhở. Mình hỏi lại là bán không. Nó chắt cái gì ấy. Chắt cái gì mà o o o cái gì ấy. Mày mới chơi đồ à. Trời ơi. Rồi nó bảo đéo. Thôi xong rồi. Tôi lần này tôi phải dùng biện pháp mạnh rồi anh em ạ.
5.000 kim cương. Đấy, nghe câu này chắc thằng nào phải bán người yêu luôn. Xem nó nói gì nhá. Mày chat nhanh lên nào, mày mới học lớp 1 à? Gì ấy? Không cần. Gì ấy? Không cần. À, giàu nhở, không cần luôn. Chứng tỏ thằng này nó yêu người yêu nó rất là nhiều anh em ạ. Thôi kệ, mình vẫn phải cướp. Đấy, cho thanh niên này cay. À, cắt cổ lại rồi. Được, mày khá lắm con dài ạ. Hãy đợi đấy, to be con tí hưu. Mình tiếp tục tán, tán cho bằng đổ thì thôi. Cộng thêm vào đó là mình sẽ khoe cái độ nhà giàu của mình ra đấy. Nhà anh giàu viết thiếu chữ giàu anh em ơi. Thể luôn, ở trong huấn luyện nó không viết được đầy đủ ấy. Tôi viết lại chữ giàu này, đấy. Như nào? Hai con kia mua bán cái gì mà cứ mua gì vậy? Từ nãy giờ là mình hơi bị cay rồi đấy anh em ạ. Tôi tán 15 phút rồi mà không đổ. Lần này tôi phải dùng biện pháp mạnh, phải dùng hành động anh em ạ. Rồi, bây tôi sẽ khoe hành động nhá. Để xem bạn nữ có động lòng không. Bây mình phải chat là buồn nhỉ, kiểu mình không tán được ấy. Để cho thanh niên kia đắc ý. Rồi, đắc ý đi. Rồi, mày cứ đắc ý đi, chuẩn bị này. Bây mình sẽ khoe hành động nhá. Thì mình mới nâng cấp vào 2 cây này thôi anh em ạ. Còn mấy cây kia mình để nâng cấp sau. Rồi, khoe AK này. Ngầu chưa, ngầu như cái bồn cầu luôn. Tiếp tục này, tiếp tục là cái hành động sờ ca cho chí mạng luôn anh em ạ. Thế này chị em dụng hết cả trứng, à nhầm, dụng hết cả lông nách anh em ạ. Ôi trời ơi, lần này yêu không? À rồi rồi rồi, tán được rồi anh em ạ, thành công rồi. Hình như là thành công rồi. Đấy, thằng kia chắc là cay cú, đứng hình mất 5 giây anh em ạ. À, cay rồi, cay rồi. À, cắt cổ. Bây giờ mình đã có thêm một người yêu mới nữa rồi. Cay lắm, thằng kia mất người yêu cay. Úi xời, cay như kiểu ăn ớt. Đấy, mình sẽ chat là yêu anh không để cho chắc củ nhá. Để xem mà bạn này có yêu mình thật không nhá. Xem nào. À, dạ có, được. Thế là tôi lại có thêm một người yêu. Thằng kia không biết làm gì luôn kìa. Mất người yêu trong kiểu sự cay cú. Rồi, thanh niên đứng lẻ loi bơ vơ một mình. Mình vừa kết bạn với bạn nữ xong mà bảo bạn thoát ra đợi mình rồi. Tí mình sẽ ra mình hỏi một chút nữa ở ngoài sảnh nhá. Rồi, thằng này nó đang cay anh em ạ. Mình trêu nó thêm tí nữa nó cay. Cay lắm, cay lắm. Mình thấy mình hơi ác với cả thanh niên hơi tội. Mà thôi cũng kệ anh em ạ. Trả người yêu cho bố. Không đây. Không trả đấy thì làm sao. Đấy, mình sẽ chắc là không ok xong mình thoát luôn. Ok, ra chơi bạn nữ này. Thế thế bây giờ anh lại hỏi em một câu nhá. Em có yêu anh không? Á đù, được, được. Rồi, làm người yêu của anh nhá. Mà anh hỏi tí là em bao nhiêu tuổi nhở? Chúng ta yêu nhau thì cái bước khởi đầu tiên sẽ là giới thiệu về cái bản thân của mình ấy. Cái gì? Em 10 tuổi á? Chết rồi. Em 10 tuổi thì em kém anh hơi bị nhiều tuổi đấy em ơi. Em kém anh hơi bị nhiều luôn ấy. Không khéo là em phải gọi anh là chú. Em chỉ đáng tuổi cháu anh thôi. Anh bao nhiêu tuổi? À, anh thì anh 57 tuổi. Anh thì anh cũng già rồi, sắp xuống lỗ rồi. Bằng tuổi bố em. À, thế thì bố em lại bằng tuổi anh à? Thế thì gửi lời nhắn cho anh là bảo bố em là solo uống rượu với anh không? Không thì bảo bố em là vào Free Fire solo anh chốt 70. Mình chia tay đi. Ui giời ơi, chia tay thì chia tay, sợ gì. Nhưng mà nhớ nhá, về bảo với bố em là một là solo uống rượu, hai là solo Free Fire anh chốt 70, ok chưa? Còn nếu không ấy thì bảo thằng bố em gặp anh đánh nhau nhá. 12 giờ đêm ở cửa nhà anh nhá. Thích thì đánh nhau, lên kèo đi. Một mình anh, chấp hết. Ok, thoát thôi kìa. Chôn quả đẳng cấp anh em ơi. Anh em thấy clip của mình hay không? Nếu mà thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh và bật quả chuông cho mình nha anh em nhá. Bye bye anh em.